Dạ, em xin chào bà con, cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay gia đình em có chọn đồ để bán cho trai nè. Gom đồ lại bán mấy tháng mới gom lần mà? 9-10 tháng. 9 tháng đi. Hôm Tết tới giờ, gia đình em gom được một mớ cho trai nè. Không có đổi đồ hả mẹ? Mẹ không có đổi đồ ha, là ở dưới ghe hả mẹ? Chị đem xuống ghe hả chị? Dạ. Mình đổi chứ không có, không có bán lấy tiền hả mẹ? Thì mình cũng như đồ mình bán nè. Mình đổi mình lấy cái gì, còn như tiền trừ ra còn như tiền lấy tiền. Đây cái dòng sông cũng ở gần nhà mình là các cô chú anh chị các bạn. Cái này thì nó bự quá. Dạ. Chân mắm này bự quá. Có loại có nhỏ không ạ? Mẹ mình đổi mấy cái ốc áo với lại mấy cái dĩ nè. Có bộ mình tắt mà nói đó. Mẹ mình đang soạn mấy cái đồ để mình đổi để về đem về xài. Mẹ mình với đứa em mình đang lựa đồ. Lâu lâu đổi cũng nhiều đồ hả mẹ? Mà cái này xem nó không có sơ thôi. Nó có cái sơ mà nó không có cái sơ. Này, em của mình cũng mới đổi được một số đồ. Đây. Xin chào cả nhà. Hai chị em mình đi chợ mới về nha. Mình có mua đồ ăn, giới thiệu là mua cá, mua cá nay mua được cá trê ngon quá, cái tính chiên là mắm gừng. Mời cả nhà ăn cơm với mình nha, gia đình mình nha. Nhưng là trời mình nấu cơm thì cả nhà mình dùng cơm. Cả nhà mình dùng cơm nha. Cái này mua làm gì nhỉ? Con tính chiên làm mắm gừng. Này cua. Cua nấu canh với rau. Rau bùn ngót là tàn. Ngon, món này ngon nha cả nhà. Rau rồng cắm với món ngon, món bình dị quê hương ngon nha. Rau rồng cắm với các cây chiên làm mắm gừng. Cua. Quá. Ngon lắm. Nó ngọt, cua nấu canh nó. Cua đồng ngon. Mẹ Như đi rất vui, nhưng mẹ đi ra mẹ nhỏ gừng như vậy mà làm nó mình chiên cá tê là nó cũng gừng. Dạ. Đây. Rồi ra một cái gừng của mình trồng nhà đây. Mình nhỏ một bụi. Có củ lớn không mẹ? Ừ. Già chưa mẹ? Củ này nè. Này nó cũng gần già chứ nó cũng chưa có được già không. À. Tháng 11 đồ á là nó mới có gừng già, nó mới có già. Gừng đó là gừng cái gừng vô Tết người ta xào mất rồi á. Này nó còn nhỏ. Cái mùa này mùa đậu rồng hả chị bay? Mùa đậu rồng. Mùa gió chướng nè. Đậu... À, đậu này không có xịt thuốc nè, đậu tự nhiên đó. Còn mà đậu mà trái dài mà bự thì nhiều khi người ta cho phân cho thuốc rồi vô. Ngồi cả nhà chờ nha, mình làm xong rồi cái mình dọn cơm cái mình với cả nhà dùng nha. Này ngon lắm, nó nay canh rau đầm với nấu canh rau vườn nấu với cua đồng.
Rau này kêu gọi là rau tập tàng chứ bạn. Tập tàng. Lộn xộn nữa nè. Tập tàng. Thì tập tàng đi, cái gì cũng có. Này món ăn này nè, coi như là bệnh dị của quê hương nè. Bây giờ mình đâm cua nha cả nhà. Cua hồi mình nấu canh. Thì mình đổ nước vô mình luộc cua nha cả nhà. Mình luộc cái nó ra cái thịt. Cá chê mẹ mình cũng đã làm sạch rồi nè. Đây, nước luộc cua thì cũng đã là xong rồi. Giờ mẹ mình đang lấy gạo để mà vo cơm. Nay nấu có mấy lon mẹ? Ba lon. Bận con phải chụp nữa lên, chụp nữa cho nó cháy lên, nó mới thôi bận mình lên. Cua nó nổi lên mặt ha, sao con cua thịt cua nó nổi lên mặt. Nó chưa có nổi thịt cua lên không? Chưa nổi, đang chuẩn bị nổi rồi. Này vừa éo nè chị bảy. Vừa này ngon, vừa này ngọt ha. Vừa này ngọt lắm, ngọt ngay à. Đây nè. Uống dừa cả nhà ơi, dừa này ngon lắm cả nhà ơi. Ngọt quá. Dừa éo không ngọt không bảy? Ngọt thiệt. Uống lần hai trái luôn á. Ngọt ghê vậy ạ. Nước sôi rồi, thái rau vô cả nhà. Nước sôi rồi, mình có cho miếng muối với miếng hạt nêm vô rồi. Mà canh này ngọt cái tấm luôn á. Cua với rau. Lâu lắm rồi mới ăn canh này. Hồi lần á, mần không biết. Thấy người ta đâm cua bắt trước, đâm gì thả vô nước nóng nó quéo lại, không ra miếng thịt nào được. Không ra miếng thịt nào hết. Thấy người ta hái cải trời người ta nấu không bắt thịt cua đâu, nước nóng phải hồi hồi lần không biết, giờ mới biết. Rồi mình ăn hết trong dừa vậy nè. Cái dừa nè ngọt chưa bảy? Ngọt ngon, rất ngon. Cái dừa ăn luôn ha. Ăn luôn, ăn uống nước mà ăn cá nó ngon lắm. Mình làm ba trái nha cả nhà. Quá dữ luôn rồi. Mình cho mở vô nha cả nhà. Mở vô với chiên cá. Nhà mình hay dùng mỡ lắm cả nhà. Thích, rất thích ăn mỡ heo. Có người kêu tới ẻo, ba ta biết kêu vậy chứ mình vừa éo chứ mà ẻo. Bởi vì kêu vừa éo là nó không biết. Ba anh ta kêu vậy chứ mình vừa éo. Mỡ này xưa cho ăn cơm ăn mà. Ăn cơm với nước mắm á.
Hồi xưa không có đồ ăn ăn, Trang cơ mỡ nè, nước mắm làm nước mắm cay Trang. Bắt tóp mỡ trộn vô. Ăn rất ngon. Có vậy. Cái xoài bình lên cái có làm bông mà làm bông bông hay cái hông con. Còn miếng ớt kiểm là dầm ớt thôi. Cho nó sòi. Cho nó vàng cái tỏi vô. Cho nó vàng cái tỏi cái thả cá vô. Con ấy đi. Rồi thả vô đi như rỡ vàng rồi đó. Tính ra bưng vô quậy nước rồi bỏ đường để uống. Nhỏ con hay uống nước cơm. Ừ. Cơm với đường. Thằng nhỏ cũng hay uống nước cơm với đường. Bỏ miếng nước đường. Đường nó đâu phải đường cát đâu. Đường uống bằng đường mía. Đường mía chứ. Ừ. Uống bằng đường mía chứ phải có đường cát. Uống không phải nó. Uống bằng đường mía. Nước mắm theo mình là mắm gừng cả nhà. Cho 2 muỗng đường vô. Mời cả nhà dùng cơm nha. Mời cả nhà dùng cơm gia đình mình. Cơm bữa nay là ngon lắm á. Canh cua đồng nấu với rau dường. Cá trê chiên mắm gừng. Chấm đậu rồng. Hết sảy bà Bảy luôn cả nhà ơi. Ăn đây bác. Nè, uống nè. Hai đứa mày. Ủa thì mình đứa Bảy kìa. Ăn đi. Mời cả nhà dùng cơm gia đình mình nha. Hôm nay có món cá chiên, cá chê chiên nước mắm, chấm nước mắm gừng rất là ngon nè cô chú anh chị ơi. Có đậu rồng nè, có canh cua tập tàng. Thêm một tô nước cơm rất là ngon của gia đình mình nè. Chưa chút. Cảm ơn bạn. Bạn thử món canh này coi nó ngon không các bạn. Thử nước vừa ăn chưa? Ngon. Rất ngon. Hôm nay ăn cơm đơn giản mà ngon ha mẹ. Chị Bảy. Ừ. Ừ. Canh cua, canh cua đồng với canh tàng. Nước cơm. Xin cảm ơn nước cơm lần nữa con nước cơm. Con cho anh cơm ăn mấy cơm. Nghe bụng bự quá thì bớt nước cơm lại nha. Cơm mập á. Trời ơi bụng nó xẹp rồi. Nhưng mà nó bụng bự nó mập á. Xẹp mất cái bụng rồi. Bụng bự lại. Chế quá đi. Hãy subscribe.
Như bé ăn tự nhiên đừng ngại nha. Nó cỡ ngoài hết rồi cơm. Nó cỡ ngoài hết rồi cơm. À, về quê ăn ngon mới ráng ăn chứ để về bữa thì về lên Tiền Trang rồi không có được mấy món này để ăn. Lâu lâu chị Bảy về là về chơi cái nấu món này ngồi cho chị Bảy ăn. Dân giả miền Tây nha. Cái gì miền Tây mà kiếm canh rau nấu với cua đồng hiếm lắm. Ăn cua. Ngon quá. Nước mắm gừng ngon quá. Cái này người ta ấy học dịch chưa nữa. Nó mấy nó bị giảm nó rẻ. Dài. Bảy cũng mê nước cơm. Nó tăng nổi. Con lúc nào cũng cho ăn cơm vậy. Có nước cơm cho ăn hoài. Không ngán. Nước cơm ăn với cá kho. Cá kho khô tiêu mặn mặn á. Ngán nó ăn dừa khô tiêu. Ăn với cơm. Đấy như đi sao mua. Bảy chơi chừng nào về thứ bảy? À, thứ bảy về thứ bảy hôm nay thứ năm à? Dạ. Mời làm món mời làm món nữa đãi chị bảy không? Mời về mời làm món nữa đãi chị bảy về quê. Thứ bảy đi về miền Tây, về Tiền Giang. Về Tiền Giang. Về xong về rồi cái cha tranh thủ mới lâu lâu xuống trên nữa ha. Dạ. Lâu đi về miền quê mình ăn những món ăn mà dân giả của miền Tây, miền quê mình ăn canh rau với cua đồng với cá trê mắm gừng này kia nọ á, cá kho tộ rồi. Cảm ơn ông bà cô chú và các bạn đã xem hết video của mình nha. Hẹn ông bà cô chú và các bạn trong video sau. Xin chào cả nhà.